Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 7. Ở video clip này, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 8, 9, 10, 11 để chúng ta bước vào ôn tập để kiểm tra học kỳ 2. Về hình thức kiểm tra giữa học kỳ 2, chúng ta sẽ làm trực tiếp tại lớp. Thời gian làm bài là 45 phút. Đề bài gồm có 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Về nội dung ôn thi học kỳ 2 của năm nay, Về nội dung ôn tập, các em xem kỹ cho cô phần lý thuyết là phần hai lá mã khám phá trong sách giáo khoa của bài 8, bài 9, bài 10 và bài 11. Và xem kỹ các phần bài tập trong sách giáo khoa cũng như là câu trắc nghiệm trong phần đề cương. Về lý thuyết thì các em sẽ tự xem cho cô trong sách giáo khoa cũng như là trong tập. Ở trong clip ôn tập này thì cô sẽ chú trọng ôn cho các con về câu trắc nghiệm cũng như là phần tự luận của các bài mà chúng ta sẽ ôn để thi học kỳ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần trắc nghiệm. Câu số 1. Nguyên nhân khách quan của bạo lực học đường là do: A. Sự phát triển của tâm lý lứa tuổi. B. Sự thiếu hụt kỹ năng sống. C. Mong muốn thể hiện bản thân. D. Tác động trò chơi điện tử có tính bạo lực. Thì ở câu số 1 này chúng ta sẽ chọn câu trả lời nào? Chúng ta sẽ chọn câu D, đó là tác động của trò chơi điện tử có tính bạo lực. Câu số 2. Hành vi nào sau đây biểu hiện của bạo lực học đường? A. Quan tâm giúp đỡ bạn cùng lớp. B. Đánh đập xâm hại thân thể bạn học. C. Hỗ trợ bạn khi bạn gặp khó khăn. D. Quan tâm khi bạn gặp chuyện buồn. Và câu trả lời của cô là câu B. Hành vi đánh đập xâm hại thân thể bạn học đó là biểu hiện của bạo lực học đường. Câu số 3. Bạo lực học đường là hành vi ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong 3 chấm: A. Cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập. B. Gia đình. C. Cơ sở y tế và các phòng khám độc lập. D. Công sở. Và câu trả lời của cô là xảy ra ở cơ sở giáo dục hoặc là ở lớp độc lập. Câu số 4. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường? A. Ông K đánh con vì trốn học để đi chơi game. B. Cô giáo phê bình bạn B vì thường xuyên đi học muộn. C. Bạn T dọa sẽ đánh bạn em vì không cho chép bài. D. Bạn A nhắc nhở bạn Quy không nói chuyện trong giờ học. Và câu trả lời của cô là câu C. Câu số 5. Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây? A. Kết bạn với những người bạn tốt. B. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường. C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực. D. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè. Và gợi ý trả lời của cô là câu A. Câu số 6. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường? A. Bạn K rủ các bạn trong lớp cùng tẩy chay bạn V. Câu B. Bạn A đánh bạn H khi cả hai có mâu thuẫn ở lớp. C. Bạn B tát bạn T vì nói xấu mình với bạn trong lớp. D. Lớp trưởng nhắc bạn B vì nói chuyện trong lớp. Và câu trả lời là câu D. Câu số 7. Quản lý tiền hiệu quả là: A. Biết sử dụng tiền một cách hợp lý. B. Dùng tiền để mua nhiều đồ hiệu xa xỉ. C. Hà tiện, giảm tối thiểu mức độ chi tiêu. D. Tiêu hết số tiền mà mình đang có. Câu trả lời là câu A. Câu số 8. Biết sử dụng tiền một cách hợp lý nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến được gọi là: A. Tiết kiệm tiền hiệu quả. B. Kế hoạch chi tiêu. C. Quản lý tiền hiệu quả. D. Chi tiêu tiền hợp lý. Và gợi ý trả lời là câu C. Câu số 9. Quản lý tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta: A. Tăng thu nhập hàng tháng. B. Nâng cao đời sống vật chất. C. Chủ động chi tiêu hợp lý. D. Nâng cao đời sống tinh thần. Và câu trả lời là câu C. Câu số 10. Một trong những nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả là: A. Chi tiêu thỏa thích. B.
tiết kiệm thường xuyên. C. Giảm thiểu nguồn thu nhập. D. Mua nhiều đồ xa xỉ. Câu trả lời là câu B. Câu 11. Để tạo ra nguồn thu nhập, học sinh có thể thực hiện hoạt động nào dưới đây? A. Thu gom phế liệu. B. Nghỉ học để đi làm kiếm tiền. C. Làm tài xế xe ôm công nghệ. D. Đòi bố mẹ tăng thêm tiền tiêu vặt. Và câu trả lời là câu A. Câu 12. Trường hợp nào sau đây biểu hiện của chi tiêu tiền hợp lý? A. Anh T dùng tất cả tiền của mình để chơi game. B. Bạn A tiết kiệm để nuôi heo đất mỗi ngày. C. Chị C mua váy áo thường xuyên dù không cần. D. Chị em thường vay tiền của bạn để mua sắm. Và câu trả lời là câu B. Câu 13. Nguyên nhân chủ quan nào dưới đây dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội? A. Bố mẹ chiều con cái. B. Ảnh hưởng từ môi trường xã hội. C. Kinh tế kém phát triển. D. Lười ham chơi đua đòi. Câu trả lời là câu D. Câu 14. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về tác hại của tệ nạn xã hội đối với cá nhân? A. Hủy hoại sức khỏe. B. Sa sút tinh thần. C. Vi phạm pháp luật. D. Không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Câu trả lời là câu D. Câu 15. Em tán thành với ý kiến nào sau đây? A. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao. B. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy. C. Đánh bài ăn tiền 1-2 ngày thì không phạm tội. D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác. Và câu trả lời là câu D. Câu 16. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề tệ nạn xã hội? A. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội. B. Không phải tệ nạn nào cũng vi phạm pháp luật. C. Nam giới dính vào tệ nạn nhiều hơn nữ. D. Chỉ người nghèo mới dễ lâm vào tệ nạn xã hội. Câu trả lời là câu A. Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải là hậu quả của tệ nạn xã hội? A. Gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu. B. Tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khỏe. C. Tổn hại nghiêm trọng về mặt tinh thần. D. Ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Câu A. Câu 18. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm lôi kéo trẻ em. A. Sử dụng các văn hóa phẩm đồi trụy. B. Tham gia vào các hoạt động giáo dục. C. Học tập theo tấm gương tiêu biểu. D. Sử dụng các trò chơi, đồ chơi lành mạnh. Câu trả lời là câu A. Câu 19. Để phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi nào sau đây? A. Sản xuất, tàn trữ, vận chuyển chất ma túy. B. Khám, chữa bệnh và tiêm phòng cho trẻ em. C. Bán những mặt hàng mà pháp luật không cho bán. D. Tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ em. Câu trả lời là câu A. Câu 20. Pháp luật Việt Nam không nghiêm cấm hành vi A. Mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm. B. Tố cáo, tố giác tội phạm. C. Bán hoặc cho trẻ em sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy. D. Cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Câu trả lời là câu B. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần tự luận. Câu số 1. Em đồng tình hay không đồng tình với suy nghĩ nào sau đây, vì sao? A. Chế giễu bạn trên mạng xã hội hay qua tin nhắn. B. Một anh lớp trên rủ em cùng đi xử lý một nhóm bạn khác vì đã chơi trội sau buổi thi văn nghệ của trường. C. Trong lớp em bị lôi kéo tẩy chay một bạn bởi vì bạn ấy có màu da quá đen. Và sau đây là gợi ý câu trả lời của cô. Đối với hành vi A, việc chế giễu bạn trên mạng xã hội hay qua tin nhắn đó là hành vi bạo lực học đường, bởi vì đây là hành vi lăng mạ xúc phạm đến danh dự nhân phẩm người khác. Hành vi B, em sẽ từ chối và khuyên với anh ấy không nên làm như vậy, bởi vì đây cũng là hành vi của bạo lực học đường. Nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý rất nặng. Nếu anh đó vẫn không nghe thì em sẽ báo cáo sự việc lên giáo viên. Hành vi C, em sẽ khuyên các bạn không nên làm như thế, bởi vì đây được coi là một hành vi bạo lực học đường và chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt của bất cứ mỗi ai. Tiếp tục câu số 1. Đồng tình hay không đồng tình với các suy nghĩ nào sau đây, vì sao? Câu D. Thông báo với người thân và bạn bè biết là mình bị bạo lực học đường là yếu đuối. E. Trên đường đi học về, em bị bạn cùng lớp chặn và dọa đánh do em không chỉ bài bạn vào giờ kiểm tra. F. Đã hai lần trong tuần, một bạn ép em đưa tiền ăn sáng và hăm dọa không được nói cho ai biết.
Và sau đây là gợi ý trả lời. Hành vi D, đây là ý kiến sai. Bởi vì thông báo cho người thân và bạn bè đó là cách để bảo vệ mình trước những hành vi bạo lực học đường. Hành vi E, em sẽ nói với bạn rằng không nên làm như vậy, bởi vì chúng ta không được gian lận trong khi làm bài kiểm tra. Nếu bạn không nghe và có ý định đánh đập thì em sẽ bỏ chạy và nhờ sự giúp đỡ của người lớn. Hành vi F, em sẽ nói với bạn là không nên làm như vậy, bởi vì đây cũng là một hành vi bạo lực học đường, là hành vi xấu. Nếu bạn vẫn không nghe thì em sẽ báo cáo sự việc với giáo viên chủ nhiệm để nhờ cô trợ giúp. Câu số 2, My là con duy nhất trong nhà nên được bố mẹ rất nuông chiều. Mỗi khi bạn My xin tiền đều được đáp ứng ngay. Bạn My thường khoe với các bạn trong lớp rằng ở nhà mình muốn gì bố mẹ cũng chiều hết. Biết nhà My giàu nên bạn Ti đã rủ bạn My chơi điện tử, ăn tiền, cá độ đá banh và hút ma túy. Khi hay tin, bố mẹ bạn My rất lo lắng và không biết phải làm sao để giúp cho con thoát khỏi tệ nạn xã hội. Hỏi, vì sao bạn My lại vướng vào tệ nạn xã hội? Câu số 2, bản thân học sinh khi vướng vào tệ nạn xã hội sẽ dẫn đến hậu quả gì? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Câu hỏi số 1, bạn My vướng vào tệ nạn xã hội đó là do sự nuông chiều quá mức và buông lỏng con cái từ phía bố mẹ. Về hậu quả, phần hậu quả đối với bản thân này đó là câu hỏi lý thuyết, các em có thể lật ra phần khám phá của sách giáo khoa để mà làm. Thì ở đây, hậu quả đối với bản thân là ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tha hóa về nhân cách, rối loạn hành vi, rơi vào lối sống buông thả và dễ vi phạm pháp luật. 3 chấm. Câu số 3, theo em hành vi nào dưới đây là tệ nạn xã hội, vì sao? 1. Tổ chức đánh bạc. 2. Trốn học thường xuyên. 3. Hút thuốc lá điện tử. 4. Gian lận khi thi. 5. Cá độ đá banh. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Hành vi tổ chức đánh bạc, hút thuốc lá điện tử, cá độ bóng đá là những tệ nạn xã hội, bởi vì đó là những hành vi vi phạm pháp luật, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với bản thân, gia đình và xã hội. Câu hỏi số 4, em hãy nêu ý nghĩa của thông điệp. Bạn phải làm chủ được tiền của mình, bằng không tình cảm thiếu thốn sẽ mãi mãi kiểm soát bạn. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Nếu như một người quản lý đồng tiền không hiệu quả, người đó sẽ dễ rơi vào những tình cảnh thiếu thốn. Ý nghĩa là bạn phải biết sử dụng tiền có kế hoạch. Câu số 5, sau mỗi Tết bạn hờ có nhiều tiền lì xì, bạn không tiêu xài mà nhờ mẹ giữ. Đến năm lớp 7, bạn hỏi mẹ tiền lì xì được bao nhiêu rồi ạ? Mẹ nói được khoảng 20 triệu rồi. Bạn hờ băn khoăn, tiền nhiều như vậy thì mình sẽ quản lý như thế nào? Câu hỏi, em hãy tư vấn cho bạn hờ cách quản lý tiền. Và sau đây là gợi ý trả lời. Bạn hờ nên lập một kế hoạch và phân chia số tiền đó theo từng mục. Ví dụ như là bạn hờ có thể giữ lại một ít để nhờ ba mẹ giữ giùm, và số còn lại sẽ chia ra những khoản nhỏ, ví dụ như một khoản để phục vụ cho việc học tập, một khoản nhỏ để sử dụng cho việc ăn uống, vui chơi giải trí, và một phần nhỏ nữa để dành chúng ta sẽ làm việc thiện. Ví dụ như chúng ta có thể đóng góp kế hoạch nhỏ hoặc có thể giúp những mảnh đời bất hạnh xung quanh chúng ta. Câu hỏi số 6, bạn T đã dùng tiền học phí mẹ cho tháng này để đi chơi điện tử. T rất lo lắng không biết làm sao khi đến ngày đóng tiền, thì một người chơi cùng đã dụ dỗ bạn T mang một túi nhỏ đựng ma túy đi giao và hứa sẽ cho tiền đóng học phí. Bạn T nghĩ dù sao thì làm cũng có một lần thôi, còn hơn là về bị mẹ la. Câu hỏi, A, em có nhận xét gì về việc làm của bạn T? B, nêu trách nhiệm của học sinh. Gợi ý trả lời của cô. Việc làm của bạn T là sai vì đã dùng tiền đóng học phí mà lấy để đi chơi trò chơi điện tử. Hơn nữa, bạn T còn có ý định mang một cái túi nhỏ ma túy đi giao. Đây được coi là một hành vi vi phạm pháp luật. Câu B, em hãy nêu trách nhiệm của học sinh. Thì phần này là phần lý thuyết các em phải học thuộc ở phần 2 La Mã khám phá trong sách giáo khoa cũng như là trong tập. Trách nhiệm của học sinh là chăm chỉ học hành, rèn luyện đạo đức, sống giản dị, lành mạnh, tích cực, rèn luyện thể dục thể thao, không uống rượu, đánh bạc, biết giữ mình, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tuân thủ nghiêm pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội trong trường cũng như là ở địa phương.
Em hãy đưa ra cách giải quyết phù hợp và hiệu quả trong những trường hợp sau. A. Một người bạn của em vào quán internet chơi điện tử, cá độ ăn tiền. B. Một người rủ em sử dụng thuốc lắc. C. Một người nhờ em mang đồ vật không rõ được gói kín khi đi qua trạm công an giao thông. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Ở câu A, em sẽ khuyên bạn không được làm như vậy nữa vì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu như bị phát hiện sẽ bị pháp luật xử lý theo quy định. B. Em sẽ từ chối ngay và khuyên bạn không nên sử dụng thuốc lắc bởi vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. C. Em sẽ từ chối vận chuyển vật đó. Khi đến trạm công an giao thông, em sẽ báo cáo ngay với các chú công an để các chú có thể điều tra về túi đồ đó. Chào tạm biệt các em. Chúc các em làm bài thi thật tốt.